Buồn phiền vì nhiều tiền. Hay, nóng quá đi mất. Sao mà hôm nay thời tiết khó chịu thế này? Chào ông. Anh ra đồng về đấy à? Nắng nồi thế này mà vác cuốc ra đồng được, tôi cũng đến phục anh đấy. Tôi ngồi không một chỗ mà mồ hôi còn túa ra như tắm thế này. Tôi làm nông mà không ra đồng thì chết đói à. Nếu tôi cũng giàu có, nhiều tiền bạc như ông thì tôi cũng chả hơi đâu ra đồng cho khổ. Cũng biết thân biết phận thế là phải. Cũng may trời thương, nắng nôi vậy cũng chẳng ốm đau gì. Nếu không thì chết. Thôi, xin phép tôi về đây. Mà cha này nói đúng thật, ăn uống chẳng có gì mà đứa nào đứa nấy khỏe như vâm vậy. Cứ ở trong hòm đi, ta sẽ không để ai đụng đến vàng yêu vàng quý của ta đâu. Chà, hôm nay sao oi thế? Ngoài này thoáng mát, tội gì không mang chổng ra đây mà ngủ nhỉ? Hơi đâu mà nằm trong nhà cho chết nóng đây. Phải gài cho thật chắc, thời buổi trộm cắp như rươi, đến ra cái là mất của như chơi. Ấy chết, quên mất còn cái cửa sổ. Đóng kín thế này thì ngột ngạt quá, nhưng mà kệ, cứ là phải cho chắc. Nóng thế, chết mất thôi. Tiếng gì thế nhỉ? Mình đã khóa cửa cẩn thận lắm rồi mà, chả nhẽ có trộm. Phải đem vàng lên giường liền bên cạnh cho chắc ăn. Thế này vẫn lộ. Thế này cũng không ổn. Phải ôm cho chắc. Ông dậy rồi đấy ạ. Sao trông ông hôm nay mệt mỏi như người mất ngủ lâu ngày vậy? Cả tuần nay ta không hôm nào chợp mắt được tí nào. Phát ốm lên rồi. Sao khổ thế ông? Chả bù cho tôi, cứ đặt lưng xuống là đánh một mạch tới sáng luôn. Nóng thế mà anh vẫn ngủ được à? Tôi đến phục anh đấy. Thì trời trăng thanh gió mát, có gì mà nóng. Cửa mở toang ra. Nếu không ông vác sập ra sân nằm, có mà mát như đàn ấy chứ. Cái gì? Anh có bị làm sao không đấy? Đi ngủ mà mở toang cửa nã như vậy hay sao? Để trộm nó mà khoắn hết à? Tôi hiểu, rõ là khổ. Nhất là ngày mai nóng thế nào đi nữa, mình cứ là phải đóng cửa, cài chặt kín mít. Giữ thể diện cho chồng. Anh về rồi đấy à? Ăn cơm luôn không đói anh nhé. Nhiều việc lắm hả anh? Anh làm vừa thôi kẻo ốm đó. Không sao đâu, em ăn đi. Anh mệt, anh đi nằm đã. Alo. Dạ, dạ, em ra ngay đây ạ. Giờ này còn đi đâu nữa đây? Anh Hùng. À, Quân à, anh đi sớm thế. À, ừ, đi sớm cho khỏi tắc đường. Hôm nay cậu đi khu vực nào? Em đi khu vực ngoại thành. Nhường anh khu trung tâm cho quen việc đã nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Tôi chắc phải mất thời gian nữa mới quen được. Anh nói thế chứ em thấy anh xử lý nhanh lắm. Mấy thằng trong tổ còn bảo anh có dáng xếp nữa. Cậu lên trước đi, tôi đi mua gì ăn đã. Dạ.
về thôi Quyên ơi. Làm vừa thôi, độ này xanh lắm đấy. Ừ nhỉ, mãi quá suýt nữa quên. Cậu về trước đi, tớ lấy đồ rồi đi sao? Cậu cứ để đấy cho tôi. À, bác Ký giúp cháu vào đây ạ. Cảm ơn cậu nha. Em à, em xong việc chưa? Một lát nữa anh qua đón em nhé. Hôm nay em về muộn lắm. Anh cứ về trước đi. Ừ, anh biết rồi. Anh chờ em lâu không? Chờ em bao lâu cũng được. Hôm nay mình đi ăn nhà hàng nhé. Hôm nay em về muộn lắm. Anh cứ về trước đi. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách. Làm gì mà phải tắt máy chứ? Ôi, anh làm em hết hồn. Làm gì khuất tất hay sao mà hết hồn? Anh ăn gì chưa mà ngồi uống rượu thế? Ăn rồi. Em mới lấy tiền làm thêm. Anh cầm gộp vào sổ tiết kiệm của hai vợ chồng giúp em nhé. Ấy chà, có 2 tiếng vào nhà hàng mà cô kiếm được ngần này cơ à. Hậu hĩnh quá nhỉ. Anh đang nói cái gì thế? Anh theo dõi em đấy à? Cô đang đi lại với ai phải không? Giỏi giang giàu có cỡ nào mà khiến cô siêu lòng vậy? Hơn cả thằng Hùng này cơ à. Anh cứ thôi đi không? Anh không hiểu gì thì đừng nói em như vậy. Cô mang hết ra đây. Tiền hay trang sức hay nước hoa, người ta cho cô những gì, cô còn giấu tôi những gì nữa? Anh đừng có đụng vào tài liệu của em. Hỏng hết bây giờ. Tài liệu à? Cô đừng hòng che mắt tôi. Đưa đây tôi xem. Đưa đây. Đủ rồi đó. Anh quá đáng vừa thôi chứ. Công nợ cả tuần làm thêm của em bị anh làm hỏng rồi đây này. Em thích về muộn sao? Em làm muộn, nhận làm kế toán ngoài giờ cho nhà hàng là vì ai anh biết không? Vì em không muốn anh phải vất vả và phơi mặt đi giao hàng. Em nói gì? Em biết từ bao giờ? Sao em không nói gì? Sao em... Anh là người sĩ diện. Nếu muốn anh đã nói với em rồi. Em thương anh vất vả, thế mà anh... Quyên à, anh thật sự xin lỗi em. Vì anh mà em phải vất vả. Vậy mà anh còn không hiểu, còn làm khổ em nữa. Anh đừng nói nữa. Em không muốn nghe gì cả. Em đi đây. Em định đi đâu? Em định bỏ anh à? Anh không cho em đi đâu cả. Anh đúng là có vậy thôi mà đã rối cả lên. Em đi giặt bộ đồ bảo hộ bí mật của anh chứ đi đâu. Mấy tháng nay anh cứ mặc xong lại giấu dưới đáy tủ. Chắc là nó bốc mùi lên rồi. Từ giờ không được giấu em điều gì nữa nhé. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng luôn ở bên anh. Anh biết rồi. Cảm ơn em, vợ yêu của anh. Yêu thương, gắn kết, yêu thương. Chúc anh yêu một ngày tốt lành. Cô Bin ơi, mình đi trung tâm giải trí nhé. Còn thích chơi gì nào? Chơi xe đua mẹ nhé. Được rồi, còn thích gì mẹ cũng chiều hết. Cô ơi, cháu thích khu búp bê. Vi à, ngày mai cháu học piano phải không? Mai mà cháu không trả bài tốt thì ba cháu sẽ buồn lắm đấy. Mẹ ơi, cho chị Vi đi cùng đi mẹ. Con thích chị Vi. Ngốc lắm, chẳng biết gì cả. Cháu tập trung vào, tập đàn xong thì lên làm bài tập toán, nhớ chưa? Dạ. Buồn thật đấy, ước gì có mẹ ở đây, mẹ sẽ buộc tóc để mặc váy đẹp cho mình và cho mình đi siêu thị nữa. Vi ơi. Con đây ạ. Ba quên tập tài liệu nên về lấy. Cô Thùy đâu? Cô Thùy cho em Bin đi chơi rồi ạ. Thế sao con không đi? Con cũng muốn đi, nhưng cô Thùy bảo con ở nhà tập đàn.
cô thì lo cho con nên mới nói thế đấy. Con tập thật chăm chỉ nhé. Ba đi đã không muộn. Hai chị em chơi xong phải rửa tay đi nhé. Vi toàn dạy em mấy trò nghịch bẩn thôi. Kệ nó, trẻ con nghịch đất cát cho khỏe người. Đố chị Vi lấy lại được cặp tóc. Thôi chết rồi chị Vi ơi. Sao thế Bin? Em làm suốt xe mẹ rồi. Thôi xong rồi, ai bảo em cứ nghịch ngợm cơ. Làm thế nào đây? Ai, mẹ sẽ đánh em mất. Làm sao bây giờ? Em sợ lắm. Bin, Vi đâu rồi? Đứa nào nghịch son của mẹ? Nói mau. Dạ. Có chuyện gì thế em? Sao lớn tiếng thế? Em vừa mới mua thỏi này được 2 ngày, chưa dùng tí nào. Tại sao nó lại thành ra thế này chứ? Được rồi, anh sẽ mua đền em thỏi khác được chưa? Bin ra đây. Con là con trai, chắc chắn nghịch son của mẹ làm gì rồi, có phải không? Con Vi, cháu nghịch son của cô có đúng không? Em thôi đi, em làm con bé sợ đấy. Sao em phải thôi? Mẹ kế không là gì cả, có phải không? Con cái hư phải dạy chứ. Ba với cô đừng cãi nhau nữa. Là con đã làm mà. Anh nghe thấy chưa? Em nói có sai đâu. Cháu sẽ bị phạt, không được ra khỏi phòng cho đến khi cô cho phép. Cháu xin lỗi cô. Mẹ ơi, mẹ cầm lấy một cây son khác này. Không phải việc của con. Mẹ ơi, lúc sáng con nhỡ tay làm xước xe mẹ. Sợ mẹ mắng nên con lấy son của mẹ tô lên vết xước. Sao lúc nãy con không nói? Để mẹ mắng oan chị rồi. Bin ơi là Bin. Hôm nay cô thì giận con lắm, có phải không ba? Lần sau con đừng nghịch đồ của cô nhé. Như vậy là không ngoan. Cô Thùy rất thương con, chỉ là cô hơi nghiêm khắc thôi. Con hãy hiểu cho cô nhé. Em vào có được không? Cô ơi, cháu xin lỗi cô. Lần sau cháu không như thế nữa ạ. Vi à, cô xin lỗi. Là cô đã trách lầm con rồi. Cô Bin đã nói hết cho cô biết rồi. Là sao? Em nói gì thế? Có chuyện gì hả Vi? Dạ, em Bin làm xước xe của cô nên đã lấy son để bôi lên chỗ xước. Con sợ em bị đòn cho nên... Vi ngoan, Vi thương em Bin thế mà cô, thật là... Cô xin lỗi. Mẹ ơi, mẹ cũng đừng giận con nữa nhé. Con với chị Vi sẽ ngoan mà. Ý chồng hay ý vợ? Em ơi, em. Anh đi làm về rồi à? Ừ, ngồi xuống đây anh nói nghe nè. Anh vừa lĩnh lương, đợt này hoàn thành công việc xuất sắc, nên còn được thưởng nữa đấy. Thật hả anh? Anh tính lần này chúng ta dành dụm được một khoản, nên mua một thứ gì đó hữu ích cho gia đình. Dạ, em cũng đang tính vậy. Anh nghĩ chúng ta nên mua một chiếc tivi. Anh không muốn sang nhà hàng xóm xem nhờ nữa đâu. Với lại, cũng sắp đến mùa bóng rồi. Có một chiếc tivi ở nhà thì thật tuyệt. Em lại nghĩ chúng ta nên mua một chiếc tủ lạnh. Thức ăn thừa cho vào, tiết kiệm được khói ra đấy. Mà đến mùa hè nắng nóng rồi, có những ly nước mát uống cũng thích mà. Chúng ta chỉ có đủ tiền để mua một thứ thôi. Và anh nghĩ là cái tivi cần thiết hơn. Đi làm về mệt mỏi, còn có cái mà giải trí chứ. Em thì em vẫn muốn mua cái tủ lạnh, bao nhiêu là cái lợi. Còn cái tivi, anh đi xem nhờ suốt cũng có sao đâu. Em thì biết cái gì, mỗi lần đi xem nhờ khó chịu chết đi được. Mà có phải lúc nào nhà người ta cũng thoải mái đâu. Em thì thấy cái tivi chẳng giải quyết được gì hết. Chỉ tổ anh ôm lấy nó mà xem bóng đá suốt ngày thôi. Còn vợ anh khổ như thế nào thì anh đâu có biết. Vậy em thử nghĩ xem, em có nghĩ cho anh không? Anh... Thôi, tiền đây, em thích mua gì thì mua đi, tùy. Thank you.
nhà mình có một chiếc tủ lạnh thì mình sẽ mua một lọ hoa này để đặt lên trên. Kể ra thì cô ấy nói cũng đúng. Cô ấy cũng phải làm việc cả ngày vất vả, về nhà lại còn phải nội trợ. Có một chiếc tủ lạnh cũng thật có ích. Vả lại, mình cũng rất thích uống những ly nước mát lạnh vào ngày hè nóng nực. Chắc là cô ấy cũng nghĩ đến mình trước khi đưa ra quyết định đó. Cho tôi mua lọ hoa này. Ồ, dạ. Mình ơi. Ơ, chiếc tivi. Thế này là thế nào? Anh, em nghĩ lại rồi. Chúng ta nên mua tivi trước. Cả ngày anh làm việc vất vả, anh xứng đáng có những giây phút thư giãn khi về nhà. Đi xem nhờ mãi cũng bất tiện lắm. Với lại, em cũng thích xem phim tình cảm mà. Anh chắc nghĩ như vậy nên mới nhất quyết đòi mua tivi đúng không? Vậy mà em chẳng hiểu ý anh. Anh... Ừ? Anh mua cái gì vậy? Anh mua một lọ hoa để dành tặng em. Khi nào có tủ lạnh, chúng ta sẽ đặt lên đó. Chắc chắn nó sẽ rất đẹp. Cảm ơn anh. Em đã rất nghĩ cho anh. Vậy mà anh lại còn làm em buồn nữa. Anh xin lỗi. Chúng ta sẽ cùng cố gắng. Sẽ sớm có một chiếc tủ lạnh để đặt lọ hoa này lên thôi. Dạ. Đúng ngày. Anh đã theo học ta rất lâu rồi, vậy mà vẫn không tiến bộ lên chút nào cả. Ta nghĩ anh không thích hợp với việc này đâu. Này cậu kia, cứ lề mề như thế thì bao giờ mới xong hả? Dạ, tôi hơi mỏi lưng nên nghỉ một chút ạ. Nghỉ? Lúc nào cũng nghỉ, tôi cho anh nghỉ luôn. Dạ. Mình đây rồi. Mình đi đâu cả buổi mà tôi tìm mãi không thấy. Tôi lại bị cho nghỉ việc rồi. Người ta cho tôi nghỉ vì chê tôi yếu ớt và chậm chạp. Thôi mình ạ, công việc này không được, mình lại tìm việc khác. Ở đời mỗi người có một công việc, rồi mình sẽ sớm tìm được công việc thích hợp. Mình sẽ làm tốt thôi. Mình định bỏ cuộc à? Không định đi tìm thử công việc khác sao? Mình lúc nào cũng nói tôi sẽ tìm được công việc thích hợp, nhưng rốt cuộc tôi có làm được việc gì nên hồn đâu. Mình có thấy vườn rau kia không? Vườn rau xanh mướt, mình đúng là khéo chăm. Mình có nhớ, lúc vừa mới tới đây dựng nhà trên mảnh đất khô cằn này, chúng ta đã thử trồng trên đó rất nhiều loại cây. Chắc đất này trồng ngô không hợp, thử trồng khoai xem. Lại phải trồng cây khác thôi mình à. Giờ chúng ta đã tìm được loại cây có thể sống tốt trên mảnh đất này. Một mảnh đất, nếu là đất cát thì nên trồng lạc, trồng khoai. Nếu là đất sét thì lại trồng rau, trồng đậu. Mà nếu là đất thịt thì trồng ngô, trồng ớt. Trên thế gian này không ai là kém cỏi cả. Chỉ có điều là không đặt đúng vị trí mà thôi. Chào anh chị. Chào bác trưởng thôn ạ. Sắp tới, đã có tổ chức buổi giao lưu văn nghệ nâng cao đời sống tinh thần cho mọi người. Thôn mình có anh thổi sáo hay. Kỳ này ra mời anh ra tham gia chung vui nhé. Dạ, tôi ạ. Không là anh thì còn ai nữa chứ. Thế nhé, tôi về đây. Cảm ơn bác đã thông báo. Anh ấy sẽ tham gia ạ. Chào anh, tôi là nghệ sĩ Dương Tân, anh thổi sáo rất hay. Anh thích bài biểu diễn của tôi sao? Đúng vậy, một tài năng như anh thật không thể bỏ qua. Tôi sẽ giúp đỡ đầu cho anh tiếp cận với âm nhạc.
Màn biểu diễn này tôi xin được gửi tặng cho nghệ sĩ Dương Tân, người đã dẫn dắt tôi tới với âm nhạc, và gửi tặng tới người vợ của tôi, đã luôn tin tưởng tôi khi tôi gặp thất bại khó khăn. Trên thế gian này không ai là kém cỏi cả, chỉ có điều là không đặt đúng vị trí mà thôi. Câu nói đó của vợ tôi đã giúp tôi có động lực tìm được đúng vị trí của mình. Cảm ơn mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.